cán bộ nhân viên VinSchool. Đây cũng là tiết mục vinh dự được lựa chọn từ cuộc thi hát tập đoàn ca để thể hiện trong chương trình đại lễ ngày hôm nay. Và sau đây, xin chúng ta dành một tràng pháo tay cho tập thể VinSchool ạ. Hoa về đẹp cao sang, cánh chim Việt bay ngang.
Xin được cảm ơn tập thể các cán bộ của Vinschool đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục rất đặc sắc cùng với ca khúc Tập đoàn ca của Vingroup. Xin một tràng pháo tay cho tập thể các cán bộ của Vinschool ạ.